Trong cuộc sống hàng ngày, từ sáng đến tối, khởi lên ý niệm là tương ưng với nó, không rời nó. Niệm niệm chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi, gọi là phát Bồ Đề tâm. Tâm này phát lên rồi, phải thực hành như thế nào? Thực hành ba cội rễ. Thực sự thực hành được ba cội rễ này rồi, là bước đầu thực hành Bồ Đề tâm. Bước đầu rất quan trọng. Bước đầu là nền tảng mà. Nếu không có bước đầu, sẽ chẳng có bước thứ hai. Nếu không thực hành được ba cội rễ này, thì Bồ Đề tâm chỉ có tiếng chứ không có thật. Đó không phải thật có. Niệm niệm không rời Bồ Đề tâm, nhất hướng chuyên niệm, chắc chắn thành tựu. Một phương hướng, một mục tiêu, một bộ kinh, một câu Phật hiệu, chẳng có người nào không thành tựu. Trong một đời này viên mãn thành Phật.